Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trộn nhiều thư trên một trang giấy A4. Thì trong thực tế thì đôi khi chúng ta sẽ phải tạo những cái nhãn tài sản trên một cái trang giấy, để sau đó chúng ta sẽ in ra và chúng ta sẽ cắt và dán lên những cái tài sản của trong công ty của chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể là tạo những cái nhãn dán cho những cái tủ cá nhân của người lao động, thì các bạn cũng có thể ứng dụng theo cái cách như vậy để các bạn sẽ tạo những cái nhãn đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà tạo nhãn ở trên một cái nhiều nhãn trên một cái giấy trang giấy A4 như sau. Thì chúng ta cần chuẩn bị là thứ nhất là cái danh sách. Ví dụ ở trong cái ví dụ này mình sẽ cần phải tạo một cái danh sách là mã tài sản. Đấy, thì cái danh sách này các bạn lưu ý nhé, cái dòng tiêu đề đầu tiên thì là mình để ở cái dạng rất là đơn giản, không hề gộp ô các bạn nhé, không gộp ô. Các bạn chú ý cái điều này, dòng tiêu đề của cái bảng dữ liệu chúng ta phải chuẩn bị trước. Là ví dụ như đây là một cái bảng làm một cái nhãn tài sản để dán lên cái tài sản của công ty của các bạn. Ví dụ như là mình đây là mã tài sản này, tên tài sản này, model này, ngày mua này và bộ phận sử dụng này. Đó, gồm những cái thông tin đó. Thì bây giờ mình sẽ đóng cái file này lại. Rồi, tiếp theo là chúng ta cần phải có một cái mẫu. Đó. Cái mẫu đúng không ạ? Thì chúng ta phải biết là khi chúng ta cần tạo nhãn thì nó sẽ phải là cần có những cái thông tin gì. Thì cũng tương tự như những cái thông tin ở trong bảng dữ liệu kia, mình cũng có những cái thông tin là mã tài sản, tên tài sản, model, ngày mua và bộ phận, cũng tương tự như vậy luôn các bạn nhé. Mình phải chuẩn bị một cái mẫu như này. Rồi tiếp theo là chúng ta cần phải biết là chúng ta cần bao kích thước cái nhãn của chúng ta ở trên một trang giấy A4 là bao nhiêu, dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu và số lượng nhãn ở trên một giấy, trang giấy A4. Thì mình giới thiệu các bạn, trang một trang giấy A4 thì nó kích thước của nó sẽ là chiều dài sẽ là 29,7 cm, còn chiều rộng là 21 cm các bạn nhé. Đó, thì để mà làm thì các bạn sẽ cần phải xác định là chúng ta sẽ cần tạo bao nhiêu cái nhãn ở trên một cái trang giấy A4, dựa vào cái kích thước có sẵn của giấy A4 đó mà chúng ta chia ra các cái tỷ lệ để chúng ta xác định được là số lượng nhãn ở trên một trang giấy A4 các bạn nhé. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một để tạo cái nhãn ở trên một cái trang giấy A4. Thì mình có chuẩn bị một cái kích thước sẵn đây, để tí nữa chúng ta sẽ chỉ việc điền cái thông tin vào trong thôi. Thì như mình nói với các bạn là cái trang giấy A4 thì cái chiều dài sẽ là 29,7 cm và chiều rộng sẽ là 21 cm các bạn nhé. Chiều dài là các bạn tính từ đầu này đến cuối này các bạn nhé. Đó, từ đầu đến cuối này. Thì mình có làm nháp cái kích thước ra đây cho mọi người dễ hiểu. Ví dụ bây giờ mình sẽ cần phải tạo hai cái nhãn cho cái chiều ngang các bạn nhé, hai nhãn cho chiều ngang và 4 cái nhãn cho cái chiều dọc. Đó, hai nhãn chiều ngang và 4 cái nhãn chiều dọc. Khi các bạn làm thực tế, các bạn cũng cần phải làm nháp ra như thế này này, thì các bạn mới biết được là trong một trang giấy A4 các bạn có thể tạo bao nhiêu cái nhãn dựa trên những cái kích thước có sẵn của trang giấy A4 là 29,7. Bây giờ mình sẽ tính là cái độ dài của giấy A4 sẽ là 29,7 đúng không ạ? Thì mình chia là cái lề trên của trang giấy các bạn nhé. Lề trên của trang giấy là mình để là nửa cm. Đó, lề trên và lề dưới luôn là nửa cm các bạn nhé. Đấy, lề trên lề dưới là nửa cm. Và cái độ rộng của cái khoảng cách giữa các cái nhãn đấy các bạn nhé. Độ rộng khoảng cách giữa các cái nhãn này này. Đó, tức là nhãn trên và nhãn dưới này này. Cái độ rộng khoảng cách của nó ấy, thì mình để là 1 cm.
thì các bạn thấy là chúng ta có 4 cái nhãn theo chiều dọc thì nó sẽ có 3 khoảng cách, 1, 2, 3, có 3 khoảng cách đúng không ạ? 3 khoảng cách mà mỗi khoảng cách là 1cm cộng với là mỗi đầu là 0,5cm nữa là chúng ta có tổng cộng là 4cm đúng không ạ? Thì chúng ta có phải là cái chiều dài của trang giấy nó còn lại sau khi chúng ta trừ các cái khoảng cách và lề ở top, tức là cái lề trên và lề dưới đi, thì nó sẽ còn là 25,7 đúng không các bạn? Đó, nó còn 25,7 đúng không? Chúng ta trừ đi 0,5 cộng 0,5 là lề trên lề dưới là 1cm, 1cm cộng với 1 này là 2 này, 3 này, 4 đúng không ạ? Đó, 29,7 trừ 4 còn 25,7. Thì 25,7 này là chúng ta dùng cho cái kích thước của 4 cái nhãn của chúng ta. Đó, dùng cho kích thước của 4 cái nhãn. Đó, thì chúng ta cần 4 cái nhãn thì chúng ta chỉ việc đơn giản là lấy con số là 25,7 này chúng ta chia cho 4. Đó, thì nó sẽ ra được là 6,425 đúng không? Đó, đây 6,425 chính là cái kích thước tối đa mà sau khi mà chúng ta trừ đi cái khoảng cách của lề trang giấy và cái độ độ giãn cách của mỗi cái nhãn thì chúng ta có được là 6,425. Đó. Thì như ở đây mình lấy là 6,4 thôi, 25 mình bỏ qua, mình chỉ cần lấy 6,4 là được. Tức là các cái diện tích mà chúng ta dùng đến nó sẽ phải bằng hoặc nhỏ hơn cái diện tích mà cái khoảng trống của tờ giấy nó còn, các bạn hiểu không? Đó. Thì tùy theo cái nhãn của các bạn, có thể là nó to hoặc nhỏ thì các bạn sẽ điều chỉnh cái kích thước này. Đây là cái kích thước chiều ngang của các bạn nhé, chiều ngang của trang giấy. Đó. Rồi, chiều ngang trang giấy chúng ta xác định được là 6,4 đúng không? Đấy. Dựa trên những cái thông tin mà chúng ta cài đặt sẵn là lề trên lề dưới này và khoảng cách giữa các cái nhãn này, đúng không? Thì còn chiều ngang là chúng ta để là 6,4 là vừa. Rồi tiếp theo bây giờ là chiều ngang của cái nhãn đấy nhá, mình nói chiều ngang của cái nhãn. Rồi tiếp theo là cái chiều dài của nhãn. Chiều dài của nhãn thì chúng ta phải xác định được là cái chiều ngang của tờ giấy A4 này, đúng không? Đó. Chiều ngang của giấy A4 là chính là 21cm. 21cm mà chúng ta trừ đi này, thứ nhất là hai lề trái và lề phải chúng ta sẽ dùng là 0,5, đều là lề trái lề phải đều là 0,5 hết các bạn nhé, 0,5. Đó, thì hai cái lề trái lề phải cộng lại sẽ là 1cm và cộng với 1cm là cái khoảng cách giữa cái nhãn bên trái và nhãn bên phải. Đó các bạn nhé, đó, 1cm là cái khoảng cách giữa nhãn bên trái và bên phải, thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải trừ đi là 2cm đúng không ạ? Đó. Thì có phải là chúng ta sẽ lấy con số 21 này trừ đi 2cm thì chúng ta còn sử dụng được là 19cm đúng không ạ? 19cm mà chúng ta chia cho 2. Chúng ta lấy cái 19 này chia cho 2 nhãn thì nó sẽ ra là cái chiều dài của cái nhãn, chiều dài của một nhãn. Đó, thì chính là 9,5. Đây, 9,5 mình có ghi sẵn đây cho các bạn xem nhé. Đó. Rồi, chúng ta đã có chiều dài, chiều rộng của cái nhãn rồi. Tiếp theo, các bạn quan sát vào cái bức ảnh này. Đấy, nữa chúng ta điền thông tin y như này nhé. Đó. À, cái số nhãn trên một trang. Số nhãn trên một trang là theo chiều dọc từ trên xuống là 4 nhãn này. Và chiều ngang là 2 nhãn này. Thì chúng ta lấy 4 x 2 là tổng là chúng ta có được 8 nhãn trong một cái trang giấy A4. Rồi cái chiều rộng của cái nhãn chính là 6,4 đây, mình điền là 6,4cm đây. Tiếp theo là cái chiều dài của cái nhãn, chiều dài của nhãn là 9,5 đây, chính là 9,5 đây các bạn nhé, 9,5. Rồi tiếp theo đây là cái lề trên là 0,5cm và lề dưới cũng thế luôn. Còn bên đây là lề bên trái và lề bên phải cũng là 0,5cm luôn, thì mình cho nó bằng nhau. Rồi tiếp theo chúng ta quan tâm hai cái thông số này. Vertical bit các bạn nhé, vertical bit là cái khoảng cách mà tính từ các bạn nhìn này, ở trên này nó có, trên này nó có này, vertical bit tính từ khoảng cách
cái lề trên của nhãn đầu tiên cho đến lề trên của cái nhãn thứ hai các bạn nhé. Vertical bit chính là cái khoảng cách giữa lề trên, từ cái lề trên của nhãn thứ nhất đến lề trên của nhãn thứ hai. Thì mình sẽ tính như sau này. Cái chiều rộng của cái nhãn thứ nhất, như các bạn biết, chúng ta biết là 6,4 cm rồi, đúng không? Sau đó là chúng ta cộng với 1 cm của cái khoảng cách giữa hai cái nhãn trên và nhãn dưới. Đó, chúng ta cộng với 1 cm của cái khoảng cách giữa nhãn trên và nhãn dưới. Tất cả các khoảng cách giữa các cái nhãn này đều bằng nhau hết các bạn nhé. Đó, thì có phải là chúng ta lấy 6,4 cộng 1 cm nó bằng 7,4 cm đúng không các bạn? Đó là 7,4 cm. Rồi tiếp theo là horizontal bit, là cái khoảng cách tính từ cái lề lề bên trái của nhãn thứ nhất cho đến cái lề bên trái của nhãn thứ hai. Đây, như các bạn quan sát ở trên hình ảnh đây, các bạn sẽ thấy được là horizontal bit là cái khoảng cách của nó. Thì chúng ta tính như sau nhé. Có phải là cái chúng ta tính từ cái lề bên trái của nhãn thứ nhất đúng không ạ? Mà nhãn thứ nhất cái chiều dài của nó là 9,5 cm, và chúng ta tính đến cái lề trái của cái nhãn thứ hai, thì có phải là chúng ta lấy 9,5 cộng với 1 cm này là cái khoảng cách giữa hai nhãn bên phải và bên trái, thì chúng ta sẽ tính được cái khoảng cách là của horizontal bit là 9,5 cộng với 1 cm sẽ là 10,5. Đó, thì chúng ta sẽ có cái thông tin của horizontal bit này để chúng ta điền vào đây, chính là 10,5 các bạn nhé. Đấy là cái cách mà chúng ta tính toán để chúng ta điền các cái thông số vào trong cái phần này. Và tí giờ chúng ta sẽ vào cái để cài đặt các cái thông số này ở trong cho cái nhãn của chúng ta. Đó, thì chúng ta phải tính nháp như vậy trước, thì chúng ta mới biết được cái kích thước của chúng ta cần nó bao nhiêu, nó có phù hợp với cái trang giấy A4 hay không. Chúng ta có thể làm nhãn nhỏ hơn cái kích thước của nó được, nhưng mà nếu mà chúng ta tính toán không đúng thì nó có thể là nó sẽ vượt ra ngoài trang giấy A4, thì các bạn sẽ không bao giờ các bạn cài đặt được để mà các bạn chạy được cái nhãn ra cho như các bạn mong muốn. Đó, các bạn lưu ý như vậy nhé, chúng ta làm nháp như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái nhãn ví dụ này, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta trở lại nhãn ví dụ này để bây giờ chúng ta sẽ làm. Đó, thì chúng ta có tạo một cái nhãn ví dụ như thế này thôi. Sau đó nữa mình chạy nó sẽ mất cái này đi các bạn nhé. Các bạn không phải lo cái việc nó như này, nó có thể nó không đẹp, các bạn cũng không quan tâm. Chúng ta chỉ còn quan tâm cái nội dung của nó thôi. Thì chúng ta sẽ quét cái phần nội dung bên trong của cái nhãn này các bạn nhé. Sau đó các bạn copy nó. Các bạn copy này. Sau các bạn vào mailing. Giờ các bạn chọn ở cái mục này, các bạn chọn label. Các bạn chờ một chút nhé. Nếu mà bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn đăng ký kênh giúp mình nhé, để ủng hộ mình sẽ làm những clip mà để cho phục vụ cho các bạn, hỗ trợ cái công việc của các bạn. Cái clip này cũng chính là không phải một người mà nhiều người đã hỏi mình hỗ trợ để giải quyết cái tình huống như này rồi. Hôm nay mình làm clip này để mình hỗ trợ cho các bạn ấy, cũng như là những bạn mà cần phải sử dụng những cái tình huống như này, thì các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Sau khi cái này mở ra các bạn nhé, sau khi chúng ta chọn như vậy đấy, mình chọn lại cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình quét trước này, đúng không? Mình copy này, đúng chưa? Copy xong, sau vào mailing này, chọn cái này này, đúng không? Rồi chọn label, thì nó sẽ ra cái này. Việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta chọn new label để chúng ta tạo một cái nhãn mới. Đó. Như các bạn thấy là vừa rồi mình có hướng dẫn các bạn, thì cái phần này nó hiện ra y như là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn vừa rồi, đúng không? Rồi, tiếp theo bây giờ chúng ta cần phải đặt tên cho cái nhãn của mình tại cái phần label name này. Mình sẽ đặt tên là ví dụ như là Mr. Cảnh Excel đi. Đó, Mr. Cảnh Excel mình đặt tên không dấu các bạn nhé. Đó, đặt tên gì tùy các bạn nhé, mình đặt tên như vậy. Rồi, tiếp theo là chúng ta chọn cái khổ giấy các bạn nhé. Chúng ta sẽ chọn khổ giấy A4 và là trang dọc các bạn nhé. Mình chọn khổ giấy A4 này. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt là số lượng nhãn ở trên một trang dọc. Số lượng nhãn trên một trang dọc. Số lượng nhãn là 4 nhãn các bạn nhé.
Rồi số lượng nhãn một cái số lượng nhãn ở hai bên đó thì mình sẽ chọn là số 2, tức là mình sẽ sử dụng hai nhãn các bạn nhé. Rồi tiếp theo là cái kích thước, đúng không, kích thước trên của nhãn, đúng không, kích thước trên của nhãn các bạn xem là đây các bạn nhé, kích thước trên của nhãn là 6,4 cm thì chúng ta cũng ghi đúng như thế các bạn nhé, 6,4 cm đó. Và cái chiều dài của cái nhãn là 9,5, đúng không các bạn, 9,5 cm đó, chúng ta ghi đúng như thế luôn. Đây các bạn nhé, 6,4 cm và 9,5 cm. Rồi sang bên này, top margin, tức là lề trên và lề dưới là 0,5 cm thì chúng ta sẽ chọn ở đây là 0,5 cm. Mình làm rất cẩn thận để cho các bạn để ý kỹ nhé, các bạn phải hiểu rõ cái đó mới được. Tiếp theo là lề bên trái và lề bên phải mình cũng để là 0,5 cm luôn. Rồi tiếp theo là vertical bit. Vertical bit chính là mình sẽ lấy cái vertical bit đây các bạn nhé, chính là cái chiều rộng của nhãn cộng với 1 cm nữa là 7,4 cm các bạn nhé. Đấy, vertical bit chính là cái đoạn này này các bạn nhé, chính là cái đoạn này này là 7,4 cm. Rồi horizontal bit thì chính là lấy cái chiều dài của cái nhãn cộng với 1 cm nữa, chính là 10,5 cm các bạn nhé. Rồi đó là mình đã cài đặt cái thông số cho cái trang giấy A4 và cái nhãn của chúng ta rồi. Sau đó chúng ta bấm OK. Đấy, sau chúng ta bấm OK một lần nữa là nó sẽ xóa đi cái nhãn này của chúng ta đi nhá. OK này, bấm OK này. Đó là nó sẽ xóa cái nhãn đó đi của chúng ta, cái nhãn đầu tiên đó. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ chuột phải và chúng ta sẽ dán cái nhãn của chúng ta vào đây. Đấy, mình có thể cách ra một dấu cách xong mình dán cũng được nhá. Mình chuột phải và mình dán. Đó thì mình đã dán được cái nội dung vào trong cái nhãn đầu tiên này rồi, nhãn đầu tiên này. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem là chúng ta đã cài đặt cái trang giấy A4 này, số lượng nhãn nó thành công chưa. Các bạn bấm vào cái mũi tên ở góc trên này này, bấm vào nó. Đó các bạn thấy chưa? Đấy các bạn sẽ thấy là nó đã cài đặt được cho chúng ta rồi đấy. Rồi việc tiếp theo là chúng ta kẻ khung cho cái nhãn của chúng ta, đúng không ạ? Đó thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ không cần quét đâu các bạn nhé, các bạn vào insert này này, chọn shape, chọn hình chữ nhật, sau đó các bạn kẻ khung cho cái nhãn của các bạn, các bạn kẻ khung. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ cái màu của nó đi bằng cách các bạn kích chuột phải, chọn format shape, chọn fill này, chọn no fill. Đó rồi tiếp theo xuống phần line này, nếu mà bây giờ chúng ta muốn thay đổi cái đường kẻ vòng quanh cái nhãn thì chúng ta có thể chọn vào đây và chúng ta chọn cái đường kẻ nào mà chúng ta muốn và cho cái kích thước của nó dày lên một tí. Đấy, chúng ta tăng cái độ dày của đường kẻ lên, ví dụ như vậy. Rồi chúng ta đã tạo được một cái nhãn ví dụ rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ bấm vào cái thẻ mailing nhé. Các bạn bấm thẻ mailing này này. Các bạn bấm vào update label. Bấm vào update label nhé. Các bạn bấm vào nó. Đó. Thì lập tức là các bạn thấy chưa? Nó ra các cái nhãn tiếp theo cho chúng ta rồi. Đúng không? Đó. Như vậy nhé. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta cần phải lấy dữ liệu cho các cái nhãn này, đúng không các bạn? Đó. Thì để lấy dữ liệu thì chúng ta sẽ vẫn ở trong cái thẻ mailing các bạn nhé. Các bạn chọn vào đây này, xong chọn vào cái thẻ thứ hai. Đó là chọn một cái file có sẵn. Mình có để ở ngoài desktop cái file có sẵn của chúng ta. Mình có để ngoài desktop đây. Đó. Thì mình chọn vào cái file danh sách mà chúng ta đã chuẩn bị trước đó rồi các bạn nhé. Rồi bấm open. Bấm OK. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy các cái thông tin vào đây. Mã tài sản này, chọn mã tài sản. Rồi
tên tài sản, model, chúng ta lấy các cái thông tin này vào đây, ngày mua này, bộ phận này. Rồi, chúng ta lấy xong rồi, sau đó chúng ta lại bấm vào update label để nó sẽ cập nhật tất cả các cái thông tin mình vừa giờ cập nhật cho cái nhãn đầu tiên này này, nó sẽ cập nhật vào các cái nhãn còn lại. Chúng ta bấm vào đây. Đó. Các bạn thấy chưa? Là nó đã cập nhật vào các cái nhãn tiếp theo cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta xem kết quả nhé. Các bạn bấm vào đây, bấm vào cái nút này các nhá, các bạn nhé. Đó. Các bạn thấy chưa? Đó, tài sản 1, tài sản 2 này, 3, 4 này. Đó. Đấy. Các bạn nhé. Bây giờ mình chạy cho tất cả thì chúng ta làm như sau, các bạn bấm vào check for errors này này, bấm vào đây. Bấm ok luôn. Rồi, các bạn xem nhé. Đó. Trang thứ nhất, trang thứ hai. Đó các bạn nhé. Đấy là chúng ta đã ra được cái kết quả rồi. Thì việc tiếp theo, sau khi chúng ta chạy ra một loạt các cái nhãn như này rồi thì chúng ta sẽ lưu cái file này lại. Chúng ta chọn file, chọn save as, chọn browse. Sau đó chúng ta chọn nơi mà lưu cái file này lại để chúng ta in. Đấy. File mã tài sản, ví dụ thế. Mình đặt tên như vậy, enter. Đó. Thì khi chúng ta có được cái file này rồi thì chúng ta chỉ việc in ra thôi. Các bạn in ra, các bạn nhấn Ctrl B nên là in, hoặc các bạn chọn file print là các bạn có thể in ra, và sau đó các bạn cắt ra và các bạn dán lên những cái tài sản mà các bạn muốn. Thì đây là cái cách để mà chúng ta tạo nhiều cái nhãn tài sản trên một trang giấy A4. Thì tùy theo cái kích thước của các bạn mà các bạn cài đặt tương tự và làm tương tự như là cái video mà mình hướng dẫn ở đây thì các bạn sẽ làm được. Thì mình là Mr. Cảnh Excel, thì mình có đã hướng dẫn các bạn cách trộn nhiều thư trên một cái trang giấy A4. Thì hy vọng là clip này nó giúp đỡ được các bạn trong công việc, và rất cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của mình để ủng hộ động viên mình có thể làm những clip khác để cho các bạn ứng dụng vào trong công việc thực tế của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.